Hello, xin chào các bạn, mình là Mô Việt và chào mừng các bạn trở lại với kênh Quân của mình nha. Thì trong clip này mình sẽ chơi thần rừng La Crot, à không, cựu thần rừng thôi anh em ơi. Hiện tại thì có quá nhiều đối thủ mạnh tranh chức thần rừng với La Crot rồi. Ok. Và hiện tại đang ở cái phiên bản Tết gắn kết thì anh em ta chấp hết có một cái sự thay đổi rất là lớn với những vị tướng sát thủ đi rừng giống như La Crot, đó là món đồ kiếm truy hồn của chúng ta. Kiếm truy hồn bây giờ có 10% giảm hồi chiêu, nhưng lại mất cái nội tại săn mồi. Đánh thường sẽ gây sát thương phép bằng 6% máu tối đa của tướng địch. Đấy, cái sự thay đổi này sẽ giúp các bạn La Crot bay nhảy tốt hơn, hồi chiêu 10% mà. Ok, nhưng mà cái đòn đánh tay của anh em sát thương sẽ giảm đi rất là nhiều luôn. Cái sát thương đòn đánh tay của kiếm truy hồn định tướng rất là thấm anh em ạ. Ok, cái sự thay đổi này không biết là tốt hay xấu đây. Nhưng mà mình nghĩ nó sẽ làm La Crot yếu đi một chút khi nên kiếm truy hồn nhá. Ok, nhất là khi đánh những vị tướng đỡ đòn như kiểu Wonderman nè, đó rất là cứng cáp luôn. Nhưng mà 3-1 thì không trộn quẹt thôi. Ok, chính vì vậy trong video clip này mình sẽ mạn phép trình bày anh em cái đồ trang bị mới, đó là đường V-Than. Các bạn cùng test nha. Chắc chắn là phải đánh thường test rồi, đừng mang đấu hạng đánh thử. Test như mình ấy thì sẽ bị team chửi sắc mặt đó. Ok. Ở lại bảo là mua về xui dại nên đồ linh tanh tinh. Tất nhiên là đây là một cái phương án trang bị thôi. Các bạn nào cảm thấy hay thì có thể lên và test thử nha. Nếu mà đánh ok thì có thể dùng thôi. Ăn rơi anh nhiên. Ôi thôi 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 thôi. Rồi, cái pha hên xui của anh em ơi. Lỗi luôn. Mất chiêu cuối rồi, không ăn được Muratimban tè thôi. Mình dồn sát thương con dơ quỷ để tính ăn sớm mà Muratimban đã canh rồi anh em ơi. Ra gọi là trừng trị rất kịp thời, mình chặn 0,0001 giây. Thành ra mình trừng trị vào không khí. Nên cái trừng trị không dùng được. Các bạn vừa thấy rồi đấy. Ok, và để còn là bù lại cái điểm yếu của món đi với than lúc đầu thì các bạn nên cái phi tiêu sớm nha. Lên cung thợ săn xong lên phi tiêu luôn. Đấy. Ok. Sau đó mình mới lên cái đi với than. Và trang bị như vậy khi mình sẽ để một phần trong trận đấu. Hiện tại thì cũng khá là đau họng anh em ơi, bởi vì hôm qua là ở quê mình thay đổi thời tiết, tự nhiên là gió lạnh về rất là lạnh luôn. Thành ra là bị khàn khàn giọng, anh em thông cảm nhé. Mất hơi. Ngu người luôn ý. Rất ảnh hưởng đến công việc của mình. Công việc làm clip của mình em ơi. Công việc chính của mình thì không ảnh hưởng, nhưng mà công việc làm clip sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì khàn giọng mà. Ok. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải để giọng, để dành giọng cơ, để dành để còn các bạn biết rồi đấy, hôm nay là 15 giờ thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đã chung kết rồi. Chúng ta phải để giọng để còn hô chứ. Đó. Mà lốc ăn sao được nhỉ? Đó. Chỉ đạt thả thính thôi. Chắc chắn chết rồi. Đồ đi với than ở trong phiên bản này chắc chắn sẽ lết game mạnh hơn đồ kiếm truy hồn nha anh em ơi. Mình cá chắc luôn thì lết game mạnh hơn. Đầu game thì mình nghĩ là hai món đồ này nó chỉ là ngang ngang nhau thôi, nhưng mà lết game chắc chắn là sẽ mạnh hơn. Rồi, thỏ vào đây, thỏ vào đây. Thỏ vào đây. Có đi hỗ trợ luôn. Rồi. Để đi bạn ơi. Ồ, Wonderman này. Ông vẫn còn nguyên cái máu à? Kinh thật ý. Ôi thôi choáng rồi. Thôi thôi thôi. Ngu người anh em ơi. Một pha thử dí rất là lỗi. Quá trâu luôn. Ăn choáng của Slim. Lao cực kỳ choáng rất là lâu. Mình không kịp ngoại ngoại luôn. Hôm nay là một ngày lịch sử trọng đại mà cả dân tộc Việt Nam này đang rất là rất hào hứng, đang gọi là rất là vui mừng em ơi, và hồi hộp chờ đợi đội tuyển Việt Nam U23 Việt Nam sẽ đấu với Uzbekistan
Đó, trong trận đấu chung kết giải đấu châu lục châu Á. Thực sự là quá hào hứng luôn anh em ơi, chuẩn bị tinh thần để hô thôi. 13 giờ các bạn, các bạn có thể xem trực tiếp trên VTV2 hoặc là VTV6 nhá. Ok. Còn là các bạn có thể xem một cá cộng. Rồi, nào đi ạ. Chết mình này đó. Đổi mạng. Ok, cái phong cách đánh Nagrod của mình thì thiên hướng về cái khả năng là đánh nhau rồi. Bởi vì mình làm clip mà. Mình làm clip thì mình thiên hướng về những pha giao tranh để các bạn theo dõi nó đỡ nhàm chán hơn. Cứ đánh leo danh chủ yếu các bạn vẫn sử dụng là chiến thuật đây nè, hơn là giao tranh. Nhưng mà các bạn đừng có quá tập trung vào việc đẩy lẻ mà quên giao tranh nhá. Vẫn phải giao tranh hỗ trợ team. Đấy, giao tranh xong thì anh em có thể bằng cái khả năng cơ động của mình, anh em có thể ra đường, đảo đường và đẩy trụ rất là nhanh chóng. Ở đồ đánh clip thì nó khác hẳn là đồ đánh thắng thua mà anh em ơi. Ok, chủ yếu trong clip này mình chỉ test đồ thôi. Về đây các bạn ơi. Trời, mất trụ rồi, đổ trụ rồi các bạn ơi. Không thủ được đâu. Mình có chạy lên cũng không kịp đâu. Ở nước xa không cứu được nửa gần mà. Khi lên trong cái kiếm pha ly là anh em có thể là hồ báo rồi. Đó. Ok, té đông quá. Hồ báo thì hồ báo nhưng mà không thể là anh hùng một mình ta chấp hết được. Ok. Ở lúc chắc chắn chết rồi. Đó. Tiếp tục này. Salim chạy đầu cho thoát. Rồi. Hay quá anh em ơi. Wonder mình đến kia. Cẩn thận. Rồi. Đáng phát nhỉ, sao lại chạy ra. Cảm thấy thanh niên có bộc phá. Rồi, hay quá. Có mạng luôn, thơm. Ở chung là đánh Nagrod thì chúng ta cứ phải đưa ra đưa vào nhịp nhàng thôi. Nhảy ra nhảy vào anh em ơi. Chứ đừng quá đâm quá sâu. Đâm sâu là không rút ra được. Ngu người luôn ý. Các bạn chuyên đánh Nagrod thông cạo S trở lên là đánh 1000 trận, 2000 trận thì phát biểu cảm tưởng với sức mạnh của Nagrod trong phiên bản tích gắn kết đấy nha. Chắc chắn là các bạn chơi nhiều, các bạn sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn mình. Đấy. Ok. Đồ kiếm truy hồn thì vẫn nên trang bị như kiểu cũ thôi, vẫn rất là mạnh. Mà mình sẽ thử test cái trang bị kiểu này. Anh em thử test nha, nếu mà phê thì chúng ta có thể là thử chơi. Đó. Đồ này đây game đánh rất là phê. Cá luôn các bạn ạ. Rồi, đông quá. Đông quá nhưng mà Murat vẫn chết thôi. Chẳng quá Laurel ơi. Và những vị tướng khắc chế Lacrosse rất tốt. Laurel rồi Murat. Trận đấu này khá căng này. Đội hình thì bạn rất là khỏe luôn. Ok anh em, nên ép ngọc hút máu cho vị tướng Nagrod trong phong cách này nha. Lượng sát thương của anh em vẫn rất là lớn đấy. Mặc dù lên thì với than thôi nhưng mà sát thương vẫn rất là ok. Bay nhảy vẫn rất là tốt. Rồi thanh niên. Đó, đánh rất là thốn luôn. Nhưng mà team bạn đã đến rồi. Không nên quá hổ báo vào đấy.
Rồi. Đó, em chỉ qua đường thôi. Rồi, đồng đội đến rồi, mình lại chiến đấu. Quả lốc này rất là trâu luôn. Ok, xong một lốc rồi. Wonder chỉ đại, chết đốt. Slim chết đốt. Rồi, tiếp tục là team bạn sẽ... Ôi, không quét sạch gì rồi. À, quét sạch rồi anh em ơi. Và nét ở sau bắn rất là thầm luôn. Quá, chủ bắn mình ui chứ chứ. Rồi, may quá. Các ta kill cho Violet thì mình đánh rất là tuyệt vời ông mặt trời. Ok. Rồi, win rồi, thắng luôn này. Ok, các bạn thấy là đồ đánh cũng rất là ok đấy, không phải là yếu đâu. Các bạn thử test nhá. À, như vậy là video clip mình test đồ Lacrosse phong cách Leviathan thì đấy hết rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Anh em chuẩn bị đi báo thôi, Việt Nam chắc chắn là vô địch rồi.